Dạ, Trần Nam mến chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam. Cô chú anh chị ơi, thì bây giờ cũng khá là khuya nhưng mà Nam cũng lên một cái video này để cho bà con cô bác mình được biết về thông tin Sư Chí Hải và Sư Minh Nhận cô chú anh chị. Đó. Bây giờ hiện tại bây giờ là cũng 0 giờ 15 ngày sáng sáng ngày 18 tháng 8 mà cô chú anh chị. Đó thì trong mấy ngày vừa qua thì bà con cô bác mình rất là quan tâm và theo dõi về Sư Minh Nhận nè, Sư Chí Hải. Đó thì Sư Minh Nhận thì trong một thời gian cũng khá là dài. Đó, thì cũng rất là hiếm hoi về hình ảnh và video. Thì còn trong mấy ngày vừa qua thì lại Sư Chí Hải lại không thấy bóng. Đó thì bà con cô bác mình rất là quan tâm về Sư Chí Hải đang ở đâu và Sư Minh Nhận đang ở đâu. Đó thì riêng bản thân Nam cũng không biết hiện tại là Sư Chí Hải và Sư Minh Nhận ở đâu luôn. Nhưng hôm nay thì khoảng đâu đó là buổi chiều hoặc là buổi xế xế chiều gì đó cô chú chị, thì đã có xuất hiện đâu đó khoảng 4-5 video về Sư Chí Hải và Sư Minh Nhận nha. Đó thì ở một nơi chung là rất là đẹp, và khu đó thì giống như là có thấy có quay ở trên video á đó. Đó thì có mấy cái chòi mà đất thì rất là rộng mênh mông, gần đó thì có sông có suối. Đó thì chứng tỏ một điều là trong mấy ngày vừa qua là Sư Chí Hải vắng bóng. Đó thì hôm nay lại phát hiện ra là video Sư Chí Hải và Sư Minh Nhận ngồi chung trong một cái chòi, ở một cái chòi khá là sạch sẽ mà giữa một cái không gian rất là trống. Đó thì cái khu đất đó thì mình ở đâu mình cũng không có biết được luôn cô chú chị, tại trên video thì rất là khó xem. Thì một chút xíu nữa Nam sẽ cho bà con cô bác mình xem những cái video đó như thế nào, thì Nam sẽ để lên trên cái màn hình video này luôn. Đó thì một điều khá là vui và hạnh phúc đối với tất cả bà con cô bác khi mà nghe được thông tin về Sư Minh Nhận và Sư Chí Hải đang tu tập chung với nhau, thì một điều khá là tốt đẹp và tuyệt vời. Thì riêng Sư Minh Nhận thì đã ẩn tu trong thời gian vừa qua thì đâu đó chắc cũng phải 1 tháng hơn đó cô chú anh chị. Nếu thì không biết tung tích hay là Sư Minh Nhận ở đâu, thì hôm nay lại xuất hiện cùng Sư Chí Hải ở một nơi rất là tuyệt vời, là một điều riêng bản thân Trần Nam cũng rất là vui vì thấy được hình ảnh Sư Minh Nhận và Sư Chí Hải ngồi tu tập chung. Và riêng bản thân Nam và cũng tất cả bà con cô bác mình cũng vậy, dù ít hay nhiều thì đối với Sư Chí Hải và Sư Minh Nhận, riêng bản thân Nam thì cũng có một chút gì đó rất là đặc biệt với Nam, tại vì mình đồng hành cùng Sư Minh Nhận và Sư Chí Hải ngay từ ngày đầu tiên ở cầu Mỹ Thuận cho suốt một quá trình ở mấy tỉnh miền Tây, rồi sau đó lại mỗi sư về lại địa phương với nhau để tu tập tại địa phương. Và cái thời gian mà Trần Nam gặp Sư Minh Nhận và Sư Chí Hải tại quê nhà Sư Chí Hải, thì tới thời điểm này thì hôm rồi thì có xem được một hai video của Sư Minh Nhận tại một chung cư đó. Thì tới bây giờ thì mới gặp được Sư Minh Nhận và Sư Chí Hải tu tập chung với nhau, đó là một điều vô cùng là tuyệt vời. Riêng bản thân Nam thì đối với Sư Minh Nhận và Sư Chí Hải thì có một gì đó khá là đặc biệt, mình giống như xem giống như là hai vị này giống như là một người thân với mình luôn á cô chú chị.
mà một khi mà mình vắng một vài hôm là mình thấy cảm thấy nó không có thông tin gì đó, là mình thấy nó buồn buồn, nó sao sao trong lòng rất là khó tả. Thì riêng bản thân Nam vậy thì tất cả bà con mà yêu mến sư Chí Hải và sư Minh Nhận thì chắc cũng giống như Trần Nam đúng không mọi người? Và mình thì mình không biết nói như thế nào, cái cảm xúc mà kiểu khá là vui, nó khá là vui luôn. Tuy là giờ này nó rất là muộn thiệt, nhưng mà thấy được thông tin đó khi mà có người gửi gửi qua cho Nam, thì Nam mới vào cái trang đó Nam xem, mà không phải một trang nó đăng, mà đâu đó ba bốn trang TikTok đăng lên là cô chú anh chị, là hình ảnh đó là hình ảnh hoàn toàn mới luôn. Theo nơi Nam nhìn là Nam biết là video mới, và con người là cũng là người hiện tại chứ không phải là những video cũ đó. Cho nên bà con cô bác mày mình hãy yên tâm nha, bây giờ đã xuất hiện được hình ảnh của hai vị đi chung thì chứng tỏ một điều là mấy ngày vừa qua là sư Chí Hải đang ở chung với sư Minh Nhận. Và bây giờ thì Nam sẽ mời tất cả bà con cô bác mình xem mấy video trên TikTok của chúng chị. Ok, thì những cái video này thì là video mới nhất luôn cô chú anh chị. Thì do cái này là giống như là cái người mà thả cá phóng sanh đó, đó thì có một người khác quay lại, thì là chứng tỏ ở đây là tới ba người, hai người đang quỳ trước chỗ sư Minh Nhận, sư Chí Hải đó, thì có một người quay lại. Đó, thì cái video kế bên đó thì nó có một cái một căn chòi khá là tuyệt vời. Hình như cái khu này là cái khu nội bộ thì phải. Vô cùng tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Thì một lần nữa thì Nam cũng xin cảm ơn tất cả bà con cô bác mình theo dõi kênh của Trần Nam ha. Và bây giờ Nam cũng xin kết thúc video và cảm ơn tất cả bà con cô bác mình luôn luôn đồng hành cùng Trần Nam. Và chúc tất cả mọi người ngủ ngon nha. Bye bye mọi người. Thì ngày mai còn mấy tiếng nữa đâu, thì nó sẽ sáng rồi, thì ngày mai sáng mai Nam sẽ cập nhật thêm tình hình về cho cô chú anh chị mình xem nữa ha.